Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về mạt pháp. Vậy, theo các bạn, thế nào là mạt pháp? Mạt pháp có ý nghĩa như thế nào? Và những dự ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong quá trình truyền giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đề cập đến thời đại mạt pháp cách đây hơn 2.500 năm trước. Đức và Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn sau khi Ngài ly. Thế cũng chính là vào thời kỳ mạt pháp, khi đó Phật pháp mà Ngài chuyển sẽ bị phá, hư, diệt vong. Và cũng trong thời đại mạt pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả, hoàn thiện tri thức, đưa chúng sinh lầm đường, lạc lối. Vậy bạn đã hiểu như thế nào là thời kỳ mạt pháp hay chưa? Ý nghĩa của nó ra sao? Đức Phật nói gì về thời kỳ này? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được dây đi. Ô suy ngẫm. Chia sẻ ngay sau đây để các bạn có thể tham khảo theo ghi chép trong kinh điển Phật giáo. Sau khi nhập nếp, bản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có 500 năm thuộc thời đại chính Pháp, trong vòng 1.000 năm, tiếp theo là thời đại tượng Pháp. Sau khi kết thúc thời đại tượng Pháp là thời đại mà phát hiện nay đã trôi qua 2.500 năm kể từ khi Đức và Thích Ca Mâu Ni. Nhạc Niết Bàn và nhiều người cho rằng chúng ta đã vào thời mạt Pháp, Đức Phật đã để lại cho hậu thế một kho tàng văn hóa Phật học vĩ đại gồm 12.601 bài pháp thoại trong suốt 45 năm hành hóa. Đã 2.567 năm trôi qua kể từ khi Đức Phật viên tịch nền minh triết đó vẫn còn được dân gian trên thế giới. Kể cả những người theo đạo Phật và những người không theo đạo Phật nghiên cứu và học hỏi Đức Phật nói về thời kỳ mạt Pháp ở kênh Maha. Theo như kênh Dhammaha đã viết, lúc mà nấm nhất thiết trí đã vào Niết Bàn thì sau 100 năm có thể khiêu ưu, Baku có đủ tài biện thuyết độ vô lượng, chúng sau 200 năm sẽ có tỷ khiêu. Thiếp Lắc Lan Đà là những người khéo nói về pháp yếu, sau 300 năm có thể khiêu thanh lên hoa nhãn là những thuyết pháp độ được một nửa ức người. Sau 400 năm có thể kiêu ngưu khẩu thuyết pháp độ được tới một vạn người. Sau 500 năm sẽ có tình khiêu bảo thiên thuyết pháp độ được tới hai vạn người và sẽ khiến cho chúng sinh có thể phát tâm vô thượng. Bồ đề thời kỳ chính pháp lúc này đã trung mãn. Cứ như thế trở về sau lần lần các hàng xuất gia sẽ phá hủy về giới luật. Họ sẽ phát sinh uống rượu đem bán đồ vật tại Tam Bảo, làm hạnh bất tỉnh gái, làm Nissan, làm Tăng, chỉ còn một loại số ít người biết giữ gìn về giới hạn. Áo cà sa của Tăng Ni lúc này cũng biến thành sắc trắng, đây sẽ là một trong những dấu hiệu cho thấy Phật Pháp sắp bị hủy diệt. Phật thuyết Pháp Diệt Tận Kinh còn gọi là Phan Diệt Tận Kinh là tác phẩm kinh điển của nhà Phật. Người đời sau không xác định được người dịch bộ này, nhưng theo các tiền nhân suy tính thì nó được xác nhận là dịch ra vào thời Lưu Tống 420.479. Trong Phản Huyết Pháp Diệt Thận Kinh có ghi lại lời tiên tri của Phật Thích Ca Mâu Ni với những biến hóa dị thường sẽ xảy ra sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Lúc ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại nước Sinagari của Ấn Độ cổ có rất nhiều tín đồ và dân chúng đến tụ tập vào xung quanh Ngài. Dù cho tín đồ và chúng dinh chắp tay bái, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn im lặng không nói gì, ánh hào quang cũng không xuất hiện. Một trong 10 đại đại tử của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy là Tôn giả An An cảm thấy không hiểu lên, hướng đến Phật, hỏi nguyên do lúc đầu và Thích Ca Mâu Ni vẫn im lặng, không trả lời. Sau 3 lần thiền cầu Phật, Thích Ca Mâu Ni đã khai thể và một phần nội dung những lời của Ngài đã được ghi trong phần Pháp Diệt Tận Kinh. Phan Diệt Tận Kinh ghi chép lại và Thích Ca Mâu Ni đã nói với cả Tôn giả An An và các tín đồ rằng sau khi Ngài ly thế cũng chính là vào thời kỳ mạt pháp mạt kiếp thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư và diệt vong. Là một người giác ngộ đại trí, đại huệ phải Thích Ca Mâu Ni 10 phần hiểu rõ vận mệnh Pháp mà Ngài. Chuyên gia phân tích Ca Mâu Ni gọi xã hội nhân loại lúc này là ngũ nghịch chọc thêm ma đạo hưng, thì lúc này ma quỷ chuyển thế xuất ra đến chùa miếu, tu hành phá hoại pháp của Ngài, lúc ấy sẽ bài họa đến mức độ nào đấy. Bạn hãy thử tưởng tượng mà xem các tín đồ mặc áo cà sa có ngũ sắc sặc rỡ, uống rượu, ăn thịt lát sinh, tham vị không có từ tâm. Hơn nữa, còn có ghen tức đố kỵ lẫn nhau. Trong Pháp Diệt Tận Kinh có nói rằng, những ma sư sau khi đã hủy hoại Phật Pháp, tạo nghiệp xong rồi cũng không dụng tâm tu đạo đức, chùa chiền lúc này trở thành nơi ở của kẻ buôn đầu cơ, thậm chí chùa chuyển hoang vế cũng không có người tu sửa, cuối cùng nhanh chóng bị hủy hoại, gần như không còn gì, chúng sinh chỉ tham tiền tài vật chất tích lũy để giàu, cũng không tu phúc đức chân chính, có kẻ còn bắt đầu buôn bán nô tỳ, bất nô tỳ, cày ruộng dùng trò siêu cao thế nặng, ngoài ra còn đốt phá rừng làm tổn hại sinh mạng, chúng sinh không còn một chút thiện tính từ bi nào nữa. Cũng có những kẻ về trốn tránh quan trường truy xét, mấy nương nhờ cửa Phật cầu nội dung thân họ trở thành thầy tu, nhưng không thể giữ được giới luật, tuy bề ngoài vẫn tụ niệm nhưng mà trong lòng chán ngán buông thả, cơ bản là không muốn nghe phần pháp hoặc lược bớt nội dung, không dám nói hết. Thêm nữa, họ không thể học thuộc kinh điển, cho dù thỉnh thoảng có người đọc được nhưng lại không thể hiểu chữ nghĩa và câu cúng bản thân, không thông hiểu kinh sách mà không đi tham khảo ý kiến. Người minh trí tự cao tự đại, ham danh tiếng mà làm ra những trò hư ngụy, cố ra vẻ tao nhã, tự cho mình vinh quang trong mong người khác đến cung cấp nuôi dưỡng mình.
Khi Đức Phật còn tại thế, Ma Vương từng có lời nguyền rằng này: ông Cổ Đạm, hôm nay ta thua ông, vì ông còn trụ ở thế giới này nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, trước việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả. Ông phải chống mắt mà xem, ta sai, khiến họ mà, Vương nói thêm. Còn sau khi ông diệt độ, ngày nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai Thanh, tịnh thiền của ông đều là kẻ chống đối với ta. Ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được, ta sẽ sai, khiến người có chức, có quyền trong lãnh đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Ta cũng báo cho ông Cô Đoàn biết 6 người tu theo đạo của ông, 1.000 người chưa chắc có một người biết pháp môn thanh tịnh thiền này. Những việc cúng lại và cầu xin thì vô số cảnh, ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất được. Mà Vương còn nói thêm này: ông Cô Đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật chất mạo danh thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe, để họ kiếm tiền. Những người này cũng là do ta xúi bảo cả. Thực tế thì bạn có nhận ra rằng hiện trạng này chẳng phải đang xảy ra. 26. Rất nhiều giới luật đều bị sửa đổi rất nhiều. Hòa thượng chia thành các cấp như khoa sứ, cục lãnh tiền lương, nhận tiền thường. Duy trì hình thức bề ngoài của Phật giáo như làm công tác, còn có ngày nghỉ, thậm chí ngày lễ thăm. Bà con thân thích có tiền gửi về nhà, thậm chí cưới vợ dưới quê, mua nhà cửa tỉnh táo mà suy nghĩ đó còn là phần giáo của Phật, Thích Ca nữa hay không, còn có thể tu hay không, những hòa thượng ấy còn là thật sự xuất gia nữa hay không, đó chẳng phải đúng là những tỳ kheo giả hay sao? Có thể nói hết sự phá hoại từ bên trong là sự phá hoại nguy hiểm nhất. Những người khoác áo Phật ra nhưng không chân tu đã làm diện mạo Phật pháp bị hoen ố, khó lý giải và trở thành dị đoan cho mắt người đời, đó là tội ác, cũng là sự phá hủy con đường mà Phật đã lưu lại cho thế nhân chùa. Chuyện hiện nay lại biến thành nơi của chúng sinh tham tiền, tài vật chất, không tu đức chân chính tăng ni. Trong chùa đã có những kẻ vô đạo mà còn dâm dục, phóng túng, lại cũng có những người trở thành thầy tu mà không chân tu, mà làm ra những trò giả dối giữa các pháp môn khác nhau. Cũng có đấu, đã nói xấu, đặt điều, thậm chí vu khống giữa những môn phái cùng thuộc Phật giáo cũng chẳng tha. Đó đâu phải là điều mà người tu luyện nên làm. Thế sự vạn biến thật giả, khó lường, cái giả, cái tả, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để lừa dối người ta mê hoặc dẫn dụ người ta, như thế phải dùng trí tuệ của Phật pháp để phân biệt thật giả, chính tả, thiện ác, bám chắc và pháp, chứ không chạy theo số đông, không nghe theo danh tiếng người thầy nào đó hay danh tiếng môn phái nào đó. Như vậy mới không bị mê lạc vào con đường mà Ma Vương đã sắp đặt. Thế nhưng trong phần Huyết Pháp Diệt Tận cũng có ghi chép lại lời của Đức Phật, dạy rằng khi pháp ta diệt, ví như đèn dầu sắp tắt, ánh sáng lóe lên. Sau đó liền diệt, khi pháp ta diệt cũng như đèn tắt, khó mà trách được đến như sau đó mấy nghìn vạn năm, khi Di Lặc hạ thế làm Phật thiên hạ thái bình, độc khí toàn tiêu, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đến một cứu cánh cho toàn nhân loại ngày nay. Đó là khi chuyển Luân Thánh Vương trên thiên thượng, gọi là Pháp Luân Thánh Vương, cũng xưng là Di Lặc, một vị Như Lai với thần thông tối quảng đại, năng lực lớn nhất trong vũ trụ, rồi sẽ hạ thế chuyển pháp độ hết thải chúng sinh khác giới, xuất phát từ lòng từ bi với con người. Và Thích Ca Mâu Ni đã đưa thêm cơ trọng yếu này vào các dự ngôn minh sát, lấy đó khải thị người đời sao phải sáng suốt để tự cứu thoát khỏi kiếp nạn mà hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử. Mong rằng những ai hữu duyên có thể tìm và đắc được cơ duyên vạn cột để có thể giải thoát chính mình, khi cơ hội đến hãy nắm bắt, đừng bỏ qua những điều ghi chép trong Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh này, có thể không đầy đủ, hơn nữa cũng là những lời mà người đời sau nhớ và ghi chép lại, nên thật khó để cam đoan là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng thực sự đáng để người đời phải suy ngẫm những rượu ngon của Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc ấy, bạn nhận thấy rằng có bao nhiêu điều sẽ xảy ra, có bao nhiêu điều đang xảy ra, và còn bao nhiêu điều sắp xảy ra, nhiều điều đang xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành hết chương trình cùng chúng tôi. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.